năm nay trường mình tổ chức lớp ngoại khóa là múa hay là võ hả chị? Thế còn lớp học đàn và học nhảy thì sao? Năm ngoái trường mình cũng tổ chức lớp học đàn, nhưng em thấy chỉ có 3 phụ huynh đăng ký cho con. Rồi cuối cùng lại phải hủy lớp đấy đấy ạ. Sao lại thế nhỉ? Chị gặp phụ huynh, thấy bố mẹ nào cũng hào hứng cho con học đàn lắm cơ mà. Ôi chị ơi, đấy là phụ huynh chưa nhìn thấy chi phí thôi ạ. Học guitar hay là học piano thì phải tốn tiền thuê nhạc cụ, rồi giáo viên các thứ. Thấy học phí cao là phụ huynh thắc mắc nhiều lắm chị ạ. Hay là mình tổ chức lớp học nhảy, các con vừa có khả năng vận động, lại vừa được tiếp xúc với nghệ thuật, lại không tốn kém nữa. Nhưng mà em thấy bây giờ phụ huynh đa phần chỉ muốn cho các con học múa hoặc là võ thôi ạ. Em có cách rồi. Để đáp ứng được nhu cầu của tất cả các phụ huynh, từ già đến trẻ, từ lớn đến bé, từ vùng sâu đến vùng lân cận, từ thì chúng ta sẽ tổ chức tất cả các lớp. Để phụ huynh muốn cho con mình học lớp gì thì đăng ký thôi. Tuyệt vời. Chị nghĩ có lẽ phải nên lấy ý kiến của phụ huynh. Các em làm phiếu khảo sát gửi về phụ huynh các lớp nhé. Chị ơi, tình hình là rất tình hình chị ạ. Tình hình như thế nào? Cô không nói rõ tình hình thì làm sao tôi biết tình hình nó như thế nào? Nói tóm lại là tình hình sao? Thì chúng em đã làm tất cả các phiếu khảo sát gửi về tất cả các phụ huynh theo đúng lời chị dặn, không sai một tí tị tỉ ti nào cả. Thế nhưng mà đã vài tuần trôi qua, chẳng có phụ huynh nào gửi lại phiếu khảo sát cả chị ạ. Có khi nào họ quên không nhỉ? Mà chẳng có nhẽ họ lại không muốn đăng ký cho con mình học lớp ngoại khóa. Thế sao bây giờ cô mới nói với tôi? Cô có biết là sắp khai giảng rồi không? Không hỏi sớm đi thì làm sao mà còn xếp lịch với cả tuyển giáo viên được. Thế nhưng mà hỏi như nào ạ? Thì gọi điện từng người một. Có 300 người chứ mấy. Có 300 người chứ mấy. Gọi đi. Vâng ạ. Có 300 người thôi chứ mấy chị nhỉ?